Mến xin chào cô chú anh chị và toàn thể bà con nhé. Thì cái video trước thì Mến đang tiễn bông sầu riêng thì con gấu nó xuống nằm ở dưới ngay chỗ gốc cây sầu riêng Mến làm không à. Rồi những lúc mà Mến ngồi uống nước nghỉ ngơi thì nó lại nó khều khều mà. Thì hôm đó thì nó bị như là nó buồn, thấy cái mặt buồn á. Và nó nhìn thấy nó yếu. Mến thì buổi chiều đó thì Mến cũng cho nó uống thuốc rồi nhưng mà không có thuyên giảm. Hôm nay con gấu lại ói nữa. Thì bây giờ cũng 5 giờ rưỡi rồi. Mến cũng mới làm vô tắm rửa tranh thủ để chở gấu đi xuống dưới đồng thị trấn để chích thuốc cho con gấu. Tại vì từ nhà vườn ngay cái miếng vườn của Mến á, thì đi xuống tới thị trấn á, thì tầm khoảng 40 cây nên thì bây giờ Mến chở con gấu đi mà nó nằm im ghê à. Lúc hôm nay nó không còn như mấy ngày trước mà để anh xe là nó lung tung lắm, nó không ngồi yên một chỗ đâu. Nên thì hôm nay thì cái chiều này thấy nó mặt nó buồn quá. Với lại Mến đang ngồi nghỉ mệt thì con gấu lại cứ khều 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 không à, khều mà khều rồi nó nằm xuống rồi chứ nó không có năng động như ngày thường nữa. Thì phía sau của Mến là một cái hồ nha bà con. Thì ở đây là cái hồ này là Mến thấy là cái hồ lớn nhất. Hồ này để tên là hồ Sông Cái ở Ninh Thuận, huyện Bắc Ái. Ngay cái xã Bắc Ái nha bà con. Ủa, xã Phước Bình lộn. Mến xin lỗi bà con nha. Cái hồ này thì nằm ngay vị trí ngay xã Phước Bình. Thì từ Ninh Sơn chạy lên trên một đoạn là vừa lên đèo tầm khoảng cả chục cây gì đó rồi là mình sẽ gặp được cái hồ này. Phong cảnh nói chung là rất là đẹp. Với lại là hôm nay thời tiết thay đổi thì giờ này có sương mù rồi. Giờ này cũng hơi lạnh, thời tiết cũng hơi lạnh đó bà con. Nên thì bà con cũng không có thấy rõ cái phong cảnh ở phía sau của Mến. Thì thường thường nếu mà trời nắng thì nhìn đây thẳng ra tới hồ luôn. Và nhìn ra tới cái đập ở bên đó luôn. Nhìn thấy rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay thì thời tiết lạnh, thay đổi thời tiết, sương mù nhiều. Nên thì chắc có lẽ bà con nhìn cũng không thấy rõ. Thì bây giờ thì Mến sẽ chở con gấu đi xuống thị trấn để khám bệnh cho con gấu nha bà con. Theo dõi hết cái video này để coi con gấu Mến sẽ đi khám nó là bệnh gì nha bà con. Bây giờ thì Mến cũng xuống tới thị trấn rồi nha bà con. Đây, giờ con gấu nằm yên ở đây nè. Tội lắm. Bây giờ Mến bây giờ hỏi vòng vòng anh chị ở đây thì có người nói là chạy lên trên này khoảng 4 cây ngoài số nữa thì có tiệm thú y để khám bệnh cho nó. Nhưng mà nãy giờ Mến chạy nãy giờ khoảng 3-4 cây rồi. Nhưng mà chưa có thấy cái chỗ để khám bệnh cho gấu nữa. Trời cũng sắp tối xuống luôn rồi. Không biết là có kiếm gặp hay không. Cầu mong là kiếm gặp để khám bệnh cho con gấu. Thấy nó rất là tội, đang làm mà nó cứ lại là nó cứ lại ngay Mến nó ngồi không à, nó nằm ngay cái trời lúc mà Mến ngồi nghỉ mệt nó uống nước á, nó lại nó kiểu kiểu thấy rất là tội luôn đó. Giờ Mến phải chạy đi vòng vòng để kiếm. À đây, thấy bạn rồi bà con, cửa hàng thú y Trần Văn Dũng. Sẽ ghé đây nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Chích cho nó 3 mũi luôn á bà con. Ráng khỏe nha con. Thì lúc nãy thì Mến cũng có xin phép chú lúc mà quay phim á thì Mến cũng xin phép chú rồi, chú cũng đồng ý cho Mến quay phim.
Thì cái quá trình đi chích thật là đi khám bệnh cho nó thì mình sẽ ghi hình lại cho tất cả bà con xem luôn. Bà con thấy mặt nó buồn rồi nè. Quá trình mình trong người nó nóng hừng hực luôn á. Con cảm ơn chú nha. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Thì bây giờ mến cũng đã chích thuốc và tính tiền cho gấu xong hết rồi. Còn cái phần này thì ngày mai tiếp tục nữa. Nếu mà nó không thuyên giảm thì mình sẽ chích tiếp tục và điện cho chú Dũng để hỏi thật hỏi cái tình hình sức khỏe của nó luôn nha bà con. Bây giờ thấy cái mặt tươi hơn nãy đúng không bà con? ngày mai nào là gán bớt cho con nha. Rồi bây giờ về. Bây giờ mình sẽ đi về thôi nha bà con. Giờ thì Mến sẽ bắt đầu chạy về vườn thì chắc có lẽ là Mến sẽ ghé tiệm cháo sẽ mua mua cháo về cho gấu ăn với hai đệ tử kia luôn, lúc kia và Lulu luôn. Chứ giờ này tối rồi, chiều giờ Mến cũng lo chạy đi khám bệnh cho gấu nên là cũng chưa nấu cơm nữa. Chắc có lẽ là Mến sẽ mua cháo đi cho nhanh, với lại con gấu nó đang bệnh đó, cho ăn cháo rồi cho nó tiêu hóa, nó đang bị sốt nữa nên giờ mình phải ghé mua cháo thôi. Thế qua chắc là coi ghé cái quán cháo quen thuộc của mình, thường thường mình sẽ ăn ở đây nên là mình sẽ ghé đây mình mua luôn. Thì giờ ghé cái quán cháo này để mua hai phần cháo để về cho gấu ăn. Làm cho con hai bọc cháo á, đừng bỏ rau nha. Giờ đem về. Bây giờ Mến cũng mới chở gấu về tới nha bà con. Thì Mến mua hai bọc cháo cho ban đệ tử ăn. Đường đèo á, đi ban đêm là nên là Mến chạy không có chạy dám chạy nhanh được. Rồi hai bọc cháo này xong gấu ăn. Hai đệ tử ăn hết rồi. Kệ đi. Hai bọc cháo thịt nha. Đúng. Rồi. Đây. Để gấu phần này. Nha. Ok. Cái này là hai bọc cháo thịt mến sẽ cho gấu với Lucky và Lulu ăn nha bà con. Định lấy cái giá nặng đổ vô múc ra mà thôi. Đói bụng chưa con? Hả? Đói bụng chưa? Ngồi xuống coi, ngồi xuống đàng hoàng. Nghe không? Ngồi xuống mới cho ăn. Ngồi yên đó, ngồi yên á, đói lắm hả luôn, đói lắm hả con, tao còn đói nữa, đừng nói chi mày nha, tao chưa ăn gì luôn á, cho mày ăn trước rồi đó. Cái gì vậy? Lúc kia làm gì lúc kia nhảy 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 vậy? Ăn nha gấu à con, ăn đi. Tại giờ Mến đang tập nó là ăn á, là phải ngồi xuống khi nào cho ăn mới ăn. Với lại ăn á là Mến phải như là lấy cái thao hoặc cái chuẩn này nè. Khỏi xuống hai cái cọc cọc gì đó là nó tự biết đó, nó lại ăn luôn, từ từ nó quen à. Cái lúc trước á không tập á là chưa để xuống á là nó muốn táp trên tay rồi. Ăn đi con. Ôi ôi hai bả ăn rồi kìa. Ăn siết mà hết bệnh nha. Con mắt nó đờ luôn á bà con. Mắt đờ mà đục luôn á. Chích hết 3 mũi thuốc. Mến mua thêm về 3 mũi nữa. Để ngày mai chích thêm nữa. Ăn bồi dưỡng vô.
Hai hai anh đó ăn coi kìa, to cái bụng cô kìa, đói dữ lắm, đói chạy. Thường thường là khoảng tầm khoảng là 6 giờ, năm mấy 6 giờ là mến cho ăn ăn rồi, chứ không để tới giờ này đâu. Tại hôm nay là đi về trễ, con nào con nấy đói. Ê, không có dành ăn. Lu lu nghe, lu lu. Dành ăn hả? Ha. Nữa ha. Lúc nào cũng vậy, nếu mà mến ăn cơm trễ cũng vậy nữa, cho sẽ cho ban đệ tử ăn trước. Nếu mà tầm khoảng bữa nào ăn sớm á, thì mến ăn xong mến cho ăn, còn nếu mà ăn trễ thì mến sẽ cho ba đệ tử ăn trước, rồi khi nào mến ăn cũng được. Wow. Ừ, ăn được nè. Hồi hồi trưa là mến để xuống hông thì không ăn luôn, nằm rồi đi cái đi ra cái ối mới thấy là gờ gờ cho, là bữa trước mến cho uống thuốc rồi nhưng mà không hết, thấy tội lắm. Rồi, gán ăn cho hết bệnh nha con nha. Ôi ôi ăn giỏi vậy, ăn hết luôn hả? Sáng bỏ ăn bây giờ mới chích thuốc về ăn khí thế luôn bà con, ăn sạch luôn không còn gì luôn. 2 bịch cháo, ăn 2 phần cháo luôn á. Ui ba đệ tử này ăn mạnh ghê. Thì mới nha, cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và toàn thể bà con rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra đã xem hết video của Mến. Thì bà con có cái phần nào góp ý thì cứ bình luận ở dưới cho Mến biết nha. Thì chắc có lẽ là Mến xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo nha.